để cho da trắng hồng, căng mịn và nõn nà ấy, thì cái bộ Yimi này là tốt nhất. Và bộ này gồm có 5 sản phẩm. Kem đêm thì có tác dụng sạch vĩnh viễn nám và tàn nhang. Kem ngày thì bật tông và trắng hồng. Kem chống nắng thì cho chúng ta một nền da đẹp hoàn hảo. Tinh chất serum thì có tác dụng trẻ hóa làn da. Và cuối cùng là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt nhẹ nhàng làm trôi đi những cái vết đen, những cái sạm đen, đấy, hắc tố đen. Và sau 1 tuần thì da đã đẹp rõ ràng rồi. Và sau 3 tuần thì da thực sự là trắng hồng, trắng nõn và căng mịn ra, căng bóng ra như thế này này. Các chị dùng rồi thì rất là ngạc nhiên vì tại sao nó lại hiệu quả đến như vậy. Rồi các chị mua cho bạn bè này, mua cho người thân này, mua rất rất là nhiều luôn ấy.